Nhân tiện đây thì tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng là cái việc mà mua và sở hữu nhà ở cái tuổi rất trẻ là một cái điều không thông minh. Thực sự là một điều không thông minh. Các bạn nên ở nhà thuê, dùng tiền đó để đầu tư cho cái việc khác của mình, để gia tăng tài sản, để tích lũy kiến thức, để mà có được những cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Rồi khi bạn có nhiều tiền rồi thì bạn muốn cái nhà nào cũng được. Bởi vì là mua một cái nhà mà khi các bạn chưa đủ tiềm lực tài chính là một cái khoản gánh nặng rất lớn cho tuổi trẻ. Phải trả lãi mà mất hết tất cả những cơ hội, lúc nào cũng chỉ cắm cắm vào cái việc là kiếm tiền để mà trả lãi thôi, chứ chưa nói gì chuyện trả tiền gốc. Và nó sẽ làm các bạn tiêu diệt của các bạn rất nhiều những cơ hội về phát triển bản thân, về đầu tư, về học hành, rồi về tích lũy nhiều thứ khác. Mà các bạn này vấn đề chính là các bạn đang cần chỗ ở chứ các bạn chưa cần nhà. Các bạn nên mua nhà ở cái tuổi cao hơn một chút, ví dụ như khoảng độ 30 35 tuổi. Khi bắt đầu có gia đình thì nên nghĩ đến cái nhà đầu tiên của mình. Chứ 2 3 tuổi mà thu nhập như thế này, nhất là còn đang có nhà của bố mẹ cho ở nữa, chưa phải trả tiền thì tội gì không ở cùng bố mẹ, tách ra làm gì cho nó đau đầu.